Cuối cùng, Tổng thống Biden đã phát biểu trước công chúng về những gì đang xảy ra tại Afghanistan. Ông thừa nhận sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan và việc Taliban giành lại quyền kiểm soát diễn ra nhanh hơn những gì chính quyền ông dự đoán. Mặc dù vậy, ông cũng kiên quyết ủng hộ quyết định rút các binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan, đồng thời đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo chính trị của nước này và các lực lượng vũ trang của quốc gia đã không đứng vững trước cuộc tấn công chớp nhoáng của Taliban. Phát biểu vào trưa ngày 16 tháng 8, khi nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng về việc Taliban kiểm soát được Afghanistan, ông Biden cho hay, "Tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của mình. Sau 20 năm, tôi đã học được một điều khó khăn rằng không bao giờ có thời điểm thích hợp để rút các lực lượng của Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn ở đó. Chúng ta hiểu rõ về các rủi ro. Chúng ta đã lên kế hoạch cho mọi trường hợp bất thường. Nhưng tôi luôn hứa với mọi người dân Mỹ rằng tôi sẽ thẳng thắn với các bạn. Sự thật là điều này đã diễn ra nhanh hơn những gì chúng tôi dự đoán. Khi sự hỗn loạn ập xuống sân bay quốc tế Kabul, nơi những người Afghanistan tuyệt vọng vội vã chạy trên đường băng để tìm cách rời khỏi đất nước của họ, Tổng thống vẫn kiên quyết trong quyết định rút quân của Mỹ. Tuy nhiên, Biden cho biết đã gửi thêm 6.000 binh sĩ đến đất nước để bảo đảm an ninh cho sân bay, một dấu hiệu cho thấy quá trình phức tạp và mâu thuẫn trong cuộc chiến dài nhất lịch sử Mỹ. Trong một tuyên bố bằng văn bản vào cuối tuần trước, Biden cũng kiên quyết bảo vệ quyết định của mình, nói rằng ông sẽ không chuyển cuộc xung đột kéo dài 20 năm cho một tổng thống khác. Ông cũng đổ lỗi cho tình trạng hiện tại là do người tiền nhiệm Donald Trump, người đã làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình với Taliban để quân đội Mỹ về nước trước ngày 1 tháng 5 năm 2021. Phát biểu hôm 16 tháng 8 trên các kênh truyền hình buổi sáng, các thành viên cấp cao của đội an ninh quốc gia của Biden cũng tìm cách đổ lỗi cho sự sụp đổ là do chính phủ Afghanistan và các lực lượng phòng vệ của đất nước. Bên cạnh đó, họ nói rằng việc thiếu ý chí bảo vệ Afghanistan đã khiến đất nước của họ rơi vào tay Taliban. Mặc dù vậy, chính quyền Biden thừa nhận rằng tốc độ đánh chiếm các thành phố Afghanistan của Taliban kết thúc tại Kabul đã khiến họ bất ngờ. Các cuộc nhận xét về việc không nhận ra những thiếu sót của quân đội Afghanistan hoặc dự đoán sự sụp đổ của quân đội nước này đã diễn ra nhanh chóng kể từ khi Taliban tuyên bố kiểm soát đất nước vào ngày 15 tháng 8. Bản thân ông Biden cũng liên tục hạ thấp viễn cảnh Taliban tiếp quản Afghanistan trong những tuần qua và bác bỏ quan điểm người Mỹ sẽ cần sơ tán khỏi đại sứ quán tại nước này. Nhưng thực tế, sự việc đã diễn ra vào ngày 15 tháng 8.